Dạ, xin mến chào bà con nông dân và các bạn. Chào mừng bà con nông dân và các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Lúa Gạo Mới Nhất. Đây là nơi bà con nông dân và các bạn có thể tham khảo được giá cả lúa gạo mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước. Lần đầu tiên, xin chúc cho bà con nông dân và các bạn được nhiều sức khỏe, vụ mùa bội thu, trúng mùa được giá. Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh, xin hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh, nhấn vào cái chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Xin cảm ơn bà con. Thưa bà con, giá phân bón tăng cao khiến chi phí sản xuất lúa vụ đông xuân 2021-2022 sẽ tăng thêm 11,2 tỷ đồng, gây thiệt hại lớn cho nông dân. Thông tin từ Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2021, sản lượng sản xuất phân bón trong nước đạt 5,6 triệu tấn. Trong đó, phân bón vô cơ đạt 3,9 triệu tấn và phân bón hữu cơ đạt 1,7 triệu tấn, tăng 234.000 tấn. Tương đương tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2020. Ở chiều ngược lại, trong 9 tháng năm 2021, Việt Nam đã nhập khẩu 3.888.000 tấn phân bón, tăng 823.000 tấn, tương đương tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2020. Lượng phân bón nhập khẩu nhiều nhất vẫn là SA và Kali. Riêng tháng 9 2021, lượng phân bón nhập khẩu là 328.000 tấn, tăng 45.000 tấn, tương đương tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, tính chung cả số lượng sản xuất được trong nước và nhập khẩu, số lượng phân bón hoàn toàn không thiếu. Nhưng vì sao giá phân bón vẫn tăng phi mã là điều cần được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Cơ quan Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương phải phối hợp điều tra, làm rõ và xử lý nếu có hiện tượng đầu cơ gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng đến sản xuất cây trồng, đặc biệt là gây bất ổn cho an ninh lương thực. Thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục duy trì ổn định so với đầu vụ thời điểm cuối tháng 9 năm 2021. Hiện giá lúa thu đông đang được thương lái mua tại ruộng cao hơn từ 2 đến 400 đồng 1 kg. Tại An Giang, giá lúa hôm nay tiếp tục đi ngang, cụ thể nếp vỏ tươi 5.400 đến 5.500 đồng 1 kg, nếp lông an tươi 5.400 đến 5.500 đồng 1 kg, nếp vỏ khô 7.000 đồng 1 kg, nếp lông an khô 7.000 đồng 1 kg. Đại thơm 8 5.700 đến 5.800 đồng 1 kg, lúa OM 5451 giá 5.100 đến 5.300 đồng 1 kg, lúa OM 380 giá từ 5.300 đến 5.400 đồng 1 kg, lúa OM 18 giá 5.600 đồng 1 kg, nàng hoa chín ở mức 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg, lúa nhật 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg, IR 50404 khô 5.500 đồng 1 kg, nàng nhan khô 11.500 đồng đến 12.000 đồng 1 kg. IR 50404 lúa tươi 4.900 đến 5.100 đồng 1 kg. OM 9582 lúa tươi 5.000 đến 5.200 đồng 1 kg. Tại Hậu Giang, lúa OM 5451 đang được thương lái cân tại ruộng với giá từ 5.200 đến 5.300 đồng 1 kg. Đại thơm 8 từ 5.700 đến 5.800 đồng 1 kg. OM 18 là 5.600 đồng 1 kg. IR 50404 từ 4.800 đến 5.000 đồng 1 kg. Hiện tại địa phương này đang trong giai đoạn thu hoạch rộ lúa thu đông. Tương tự tại Kiên Giang, giá lúa IR 50404 tươi có giá từ 5.000 đến 5.100 đồng 1 kg. OM 5451 tươi 5.300 đến 5.400 đồng 1 kg. Đại thơm 8 giá từ 6.100 đến 6.300 đồng 1 kg. OM 18 ổn định giá 6.200 đến 6.400 đồng 1 kg. Gạo giặt min 6.500 đến 6.700 đồng 1 kg. Theo các thương lái, hiện giá lúa thu đông đang ở mức cao hơn từ 200 đến 400 đồng một ký so với hồi đầu vụ, tức thời điểm cuối tháng 9 năm 2021. Với giá gạo hôm nay không biến động nhiều, hiện gạo nguyên liệu IR 50404 ở mức 8.300 đến 8.500 đồng một kg. Gạo thành phẩm IR 504 có giá từ 9.300 đến 9.450 đồng một kg. Tấm loại 1 IR 504 ổn định ở mức 7.600 đồng một kg và cám vàng 7.600 đồng 1 kg. Đối với gạo bán lẻ tại các chợ của An Giang, hôm nay cũng ổn định. Gạo nàng nhan 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm thái hạt dài 17 đến 18.000 đồng 1 kg, gạo hương lài 18.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 15.000 đồng 1 kg, gạo sóc thường 13.500 đến 14.000 đồng 1 kg, sóc thái 18.000 đồng 1 kg, thơm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg, gạo giặt min 15 đến 16.000 đồng 1 kg. Gạo nàng hoa 16.500 đồng 1 kg, cám 8.000 đồng 1 kg, gạo nhật 20.000 đồng 1 kg, gạo thường 11.000 đến 11.500 đồng 1 kg.
Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng duy trì ổn định. Gạo 5% tấm có giá từ 433 đến 437 USD trên một tấn. Gạo 25% tấm có giá từ 408 đến 412 USD trên một tấn. Gạo 100% tấm có giá từ 338 đến 342 USD trên một tấn. Và gạo giặt min từ 573 đến 577 USD trên một tấn. Theo ước tính của Hải quan, trong 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam đi thị trường các nước biến động trái chiều. Cụ thể, tại thị trường Trung Quốc, xuất khẩu gạo đạt mức 836.000 tấn, cao 1,5 lần so với cùng kỳ. Trong khi tại Malaysia lại sụt giảm mạnh với mức 235.000 tấn, chưa bằng 1/2 lượng xuất khẩu so với cùng kỳ năm ngoái. Còn tại thị trường Philippines, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt trên 1,8 triệu tấn, không chênh lệch nhiều so với cùng kỳ là 1,7 triệu tấn. Thưa bà con, sau đây kênh sẽ đưa thông tin về bảng giá lúa chi tiết và đầy đủ nhất cho bà con tham khảo. Lúa OM 18, lúa khô 7.500 đến 7.800 đồng 1 kg. Lúa OM 380, lúa khô 4.700. Lúa OM 380, lúa tươi 4.700 đến 4.900 đồng 1 kg. Lúa OM 9582, lúa tươi 5.100 đến 5.300 đồng 1 kg. Lúa OM 9577, 4.900 đến 5.000 đồng 1 kg. Lúa OM 7347, lúa tươi 6.200 đến 6.300 đồng 1 kg. Lô OM 6976 lúa khô 6.500 đến 6.800 đồng 1 kg. Lô OM 6976 lúa tươi 5.100 đến 5.300 đồng 1 kg. Lô OM 4009 lúa khô 7.100 đến 7.200 đồng 1 kg. Lô OM 4009 lúa tươi 5.900 đến 6.000 đồng 1 kg. Lô OM 18 lúa tươi 6.100 đến 6.300 đồng 1 kg. Lô OM 4218 lúa tươi 5.700 đến 5.900 đồng 1 kg. Lô OM 5451 lúa khô 7.200 đến 7.300 đồng 1 kg. Lúa OM 5451 lúa tươi 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg. Lúa đại thơm 8 lúa tươi 6.000 đến 6.300 đồng 1 kg. Lúa đại thơm 8 lúa khô 7.300 đến 7.400 đồng 1 kg. Lúa ST 25 6.600 đến 6.800 đồng 1 kg. Lúa nàng hoa 9 lúa tươi 6.200 đến 6.300 đồng 1 kg. Lúa RVT lúa tươi 5.900 đến 6.000 đồng 1 kg. Lúa RVT lúa khô 6.700 đến 6.900 đồng 1 kg. Lúa ST 24 lúa tươi 6.500 đến 6.700 đồng 1 kg. Lúa ST 24 lúa khô 8.000 đến 8.100 đồng 1 kg. Lúa thơm Đài Loan lúa tươi 6.700 đến 6.800 đồng 1 kg. Lúa Hương Châu 6 lúa tươi 5.000 đến 5.100 đồng 1 kg. Lúa Nhật DS 1 lúa tươi 5.900 đến 6.000 đồng 1 kg. Lúa Nhật DS 1 lúa khô 7.500 đến 7.700 đồng 1 kg. Lúa nàng nhan khô 12.000 đồng 1 kg. Nếp vỏ tươi An Giang 4.800 đến 5.000 đồng 1 kg. Nếp vỏ khô An Giang 7.000 đến 7.200 đồng 1 kg. Nếp vỏ tươi Long An 5.000 đến 5.200 đồng 1 kg. Và nếp vỏ khô Long An 6.700 đến 6.800 đồng 1 kg. Lúa giặt min lúa tươi 6.300 đến 6.400 đồng 1 kg. Lúa giặt min lúa khô 8.100 đến 8.300 đồng 1 kg. Lúa IR 50404 lúa tươi 5.200 đến 5.300 đồng 1 kg. Lúa IR 50404 lúa khô 5.800 đến 6.000 đồng 1 kg. Lúa VNR 20 lúa tươi có giá từ 5.900 đến 6.000 đồng 1 kg. Thưa bà con, bản tin về giá cả lúa gạo hàng ngày của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng. Bà con xem tin thấy hay thì xin hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại vào các bản tin lần sau.